Bấy giờ Đại Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên mà nói kệ rằng Như cảnh giới tâm vô biên lượng, cảnh giới chư Phật cũng như vậy Như cảnh giới tâm từ ý sinh, cảnh Phật như vậy nên quán sát Như dòng chẳng lìa nơi bổn xứ, dùng oai lực tâm đổ mưa lớn Nước mưa tuy không chỗ đến đi, tùy tâm dòng nên thấm nhuần khắp Thập lực mâu ni cũng như vậy, không từ đâu đến không chỗ đi nếu ai tâm tịnh liền hiện thân lượng đồng pháp giới vào lỗ lông như biển châu báu nhiều vô lượng chúng sinh đại địa cũng như vậy tánh nước một vị đồng không khác kẻ sinh trong đó đều được lợi biển trí như lai cũng như vậy tất cả hết thảy đều vô lượng hữu học vô học bậc trụ địa đều ở trong đó được lợi ích phật tử đại bồ tát nên làm thế nào biết được hạnh của như lai ứng tránh đẳng giác phật tử đại bồ tát nên biết hạnh vô ngại là hạnh của như lai nên biết hạnh chân như là hạnh của như lai phật tử như chân như thủa trước chẳng sinh thủa sau chẳng động hiện tại chẳng khởi hạnh như lai cũng như vậy chẳng sinh chẳng động chẳng khởi phật tử như pháp giới chẳng lượng chẳng vô lượng vì vô hình hạnh như lai cũng như vậy chẳng lượng chẳng vô lượng vì vô hình phật tử ví như chim bay trong hư không trải qua trăm năm nơi đã bay qua nơi chưa bay qua đều không thể lường tại sao vì cõi hư không chẳng có bờ mé, hạnh như lai cũng như vậy. Giả sử có người trải qua trăm ngàn ức na do tha kiếp, phân biệt diễn nói, đã nói, chưa nói, đều không thể lường. Tại sao? Vì hạnh như lai không có bờ mé. Phật tử như lai ứng tránh đẳng giác trụ hạnh vô ngại, chẳng có chỗ trụ mà hay khắp vì tất cả chúng sinh, thị hiện sự tu hành, khiến cho họ thấy rồi vượt qua tất cả các đạo chướng ngại. Phật tử ví như chim chúa cánh vàng, bay trong hư không, đảo điện chẳng đi, dùng mắt thanh tịnh để quan sát các long cung ở trong biển phấn tấn sức dũng mãnh dùng hai cánh quạt nước biển rẽ làm hai biết dòng nam dòng nữ sắp chết bắt lấy ăn chim chúa cánh vàng như lai ứng tránh đẳng giác cũng lại như vậy chủ hạnh vô ngại dùng mắt phật thanh tịnh quán sát pháp giới tất cả chúng sinh trong các cung điện nếu người đã từng trồng căn lành đã thành thục thì như lai dùng thập lực phấn tấn dũng mãnh dùng hai cánh chỉ quán quạt nước biển tham ái ra làm hai bắt lấy họ để ở trong phật pháp khiến cho họ đoạn trừ tất cả vọng tưởng hí luận an trụ nơi hạnh vô ngại không phân biệt của như lai